Bây giờ thì chúng ta sẽ lên thực đơn cho bữa sáng ngày hôm nay. Nếu như mà một ngày bận rộn, quý vị không có đủ thời gian để ăn một tô phở hay là nhâm nhi một bát bún riêu, thì không biết là quý vị sẽ lựa chọn gì ạ? Anh Hoàng Nhân thì có lựa chọn gì không ạ? Thường thì Hoàng Nhân có thể chọn đến một cái gợi ý, đó là bánh mì. Rất là nhanh gọn, có thể mua và mang đi. Nếu mà bánh mì ngán quá thì chắc là mì gói. Nhưng mà ăn hòa hai món này thì cũng không có đảm bảo sức khỏe của mình cũng như dinh dưỡng, thì chắc hẳn là chúng ta cũng phải có những gợi ý khác đúng không ạ? Dạ vâng ạ. Và sáng nay thì chuyên mục Ăn gì sáng nay cùng với biên tập viên Thu Hằng tại thủ đô Hà Nội sẽ gợi ý đến cho quý vị một món bánh của người nước ngoài được ví như là họ hàng của bánh mì Việt Nam. Tôi đã có 15 kinh nghiệm làm bếp. Tôi đã có tìm hiểu một vài ẩm thực của các nước trên thế giới. Với một cơ duyên tôi biết đến bánh tá cốt Pháp, nên tôi muốn mang bánh tá cốt Pháp về với người dân Việt Nam. Nguyên liệu làm nên chiếc bánh tá cốt là có vỏ bánh làm từ bột mì và phần nhân bánh. Trong phần nhân bánh thì sẽ có gà, bò, cá, mua da. Trong bánh tá cốt của bên mình thì sẽ có nước sốt phô mai và nước đặc sốt đặc trưng của quán là Algerian và mùi tây tỏi. Không phải Algerian sẽ là đặc trưng của Algerian là hành tây, rau mùi và có chua, chua chua của tương cà và độ cay của tương ớt. Trong một chiếc bánh ta cốt, phần vỏ bên ngoài là bánh tráng được nướng qua mỏng giòn thơm, không bị quá dày và gấp cùng với nhân thịt. Phần nhân bánh được biến tấu từ thịt bò, thịt heo, cá, thịt gà, nước sốt cà chua, phô mai, nấm, ớt. Tất cả sẽ được nướng cùng nhau. Tùy thuộc vào sở thích của thực khách mà phần nhân có thể được kết hợp theo nhiều cách khác nhau, tạo nên hương vị đa dạng cho món ăn. Tôi thì thường xuyên ăn ở quán và có mua mang về. Thì buổi sáng tôi đi làm, tôi sẽ ghé qua quán mua mang đến cơ quan để ăn, thì bánh rất là móng và giòn. Tôi thì thường chọn bánh xay vừa, xay mờ, chọn hai nhân và hai sốt. Nhân thì tôi thường chọn tôm với cả mua da, và sốt tôi thường chọn ăn dê với cả mùi tây tỏi. Chiếc bánh ta cốt có màu sắc rất hấp dẫn. Đó là màu vàng tươi của vỏ bánh, màu nâu nhạt nhạt của thịt và màu xanh của các loại rau ăn kèm, cùng với màu đỏ của tương cà chua, tương ớt. Tất cả đã cho ra một bản hòa tấu của màu sắc và hương vị. Quý vị và các bạn thân mến, trước mặt Thu Hằng bây giờ là một bữa sáng nhanh, gọn, nhẹ nhưng cũng đầy đủ chất dinh dưỡng. Thu Hằng sẽ giới thiệu tới quý vị nhé. Đầu tiên đây là một bát salad bơ, tiếp theo một giỏ khoai tây này. Ngoài ra thì còn có cả sốt mè để dưới vào salad. Chúng ta còn có cả sốt phô mai, một chút tương ớt, tương cà, có cả bánh mochi để tráng miệng nữa. Nhưng mà nhân vật chính thì không thể không nhắc tới, đó chính là một chiếc bánh tacos size L. Và Thu Hằng thì đã lựa chọn nhân bò này, gà này, mozzarella kết hợp với cả hai loại sốt, đó chính là Algerian và mùi tây tỏi. Bây giờ thì quý vị sẽ cùng ăn bữa sáng với Thu Hằng nhé. Xin mời quý vị. Ăn một miếng rồi chỉ muốn ăn hết cả cái rồi quý vị ạ. Đầu tiên thì là bánh rất là dai này, vỏ giòn giòn, còn nhân ở bên trong thì hòa quyện với nhau các loại thịt, cả các loại sốt nữa, làm cho chúng ta cảm giác được làm không chỉ là ăn một chiếc bánh thông thường, một chiếc bánh vô cùng đặc biệt. Hy vọng đây sẽ là một gợi ý cho quý vị trong mỗi buổi sáng. Hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình review ẩm thực tiếp theo.